vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Duyên, đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với câu chuyện của bạn Hoàng. Đó là: em chào tất cả các anh chị, em năm nay 22 tuổi, lương một tháng 10 triệu, nhưng em chưa biết cách quản lý chi tiêu được tháng nào, nên có được tiền lương tháng nào thì tiêu hết tháng ấy. Anh chị có thể bày cách chi tiêu hợp lý giúp em với được không ạ? Em cảm ơn anh chị. Đây là một tình huống của bạn Hoàng ở Hà Nội. Và có lẽ là tình huống này không chỉ riêng bạn Hoàng mà cũng rất nhiều bạn trẻ cũng gặp phải cái tình trạng như thế này. Bạn Hoàng còn rất là trẻ nhưng đã có ý thức tiết kiệm từ rất sớm. Như vậy thì cái khả năng để hướng tới được cái mốc tự do tài chính của em sẽ rất là nhanh chóng. Và điều mà em cần đó là em cần lập cho mình một kế hoạch tài chính để hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, Hoàng ạ. Và để lập được kế hoạch tài chính cá nhân tổng thể thì gồm có 6 bước. Bước thứ nhất đó là xác định được mục tiêu. Đây là bước để em hình thành được mục tiêu của kế hoạch tài chính của mình, để bắt đầu cái hành trình tài chính với việc làm rõ điểm đến. Quá nhiều người tiết kiệm và đầu tư nhưng không có mục tiêu cụ thể, không biết là đầu tư, kiếm tiền rồi cuối cùng thì số tiền đó sẽ dùng làm gì. Chính vì vậy mà đây là bước quan trọng để mình có thể xác định được cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì, rồi mình sẽ lên kế hoạch để đầu tư. Bước thứ hai đó là em thu thập thông tin của mình, nhận diện tình hình tài chính hiện tại của mình. Đây là bước mà nhằm giúp em có thể nhanh chóng tiến gần hơn với việc xây dựng được các nền tảng tài chính. Mặc dù là có thể là những cái thông tin này khi mà em liệt kê ra em nghĩ rằng mình đã biết rồi, nhưng khi mà em liệt kê hình dung cụ thể các thông tin đó thì em sẽ đưa ra được cái quyết định đầu tư phù hợp cho chính mình. Và bước thứ ba đó là hãy lập cho mình kế hoạch tài sản đảm bảo. Kế hoạch tài sản đảm bảo ở đây thì bao gồm có tài sản thanh toán nhanh và kế hoạch bảo hiểm. Bước thứ tư đó là lập cho mình kế hoạch hưu trí. Tại sao lại là kế hoạch hưu trí? Bởi vì là nhìn vào thực tế bây giờ thì rất là nhiều các bác, các cô, các chú đã nghỉ hưu và sử dụng cái thời gian nghỉ hưu đó để tận hưởng cuộc sống, đi du lịch đây đó, thì cái nguồn tài chính cần đến rất là nhiều. Nếu như mà không có sự chuẩn bị từ trước thì chúng ta sẽ lấy nguồn tài chính ở đâu? Nếu như mà chỉ có lương hưu của em thôi thì sau này theo luật thì số tiền đó sẽ không đủ để cho em có thể chi tiêu một cách thoải mái khi cuộc sống về già. Bước thứ năm đó là lập kế hoạch đầu tư theo mục tiêu cụ thể. Tức là khi mà em đã lập được kế hoạch thanh toán nhanh, khi mà em đã lập được ba cái loại tài sản, đó là tài sản phòng vệ tức là thanh toán nhanh này, kế hoạch bảo hiểm này và kế hoạch hưu trí, thì em sẽ bắt đầu quay sang lập kế hoạch để đầu tư cho những cái mục tiêu sau này, ví dụ như mục tiêu mua nhà, mua xe hay mục tiêu làm bất kỳ điều gì đó mà em muốn. Và phát triển được kế hoạch đầu tư của em thì nó phải nằm trong cái khả năng tài chính của em và khẩu vị rủi ro của em. Và bước thứ 6 đó là thực hiện kế hoạch, giám sát và điều chỉnh. Khi mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi và sau mỗi kỳ chúng ta phải review lại xem là kế hoạch này có điểm nào chưa ổn thỏa hay không, cái tình hình đầu tư của mình có tốt hay không, mức độ chấp nhận rủi ro của mình như thế là đã ổn chưa, và chúng ta có thể làm gì để điều chỉnh kế hoạch này tốt hơn được hay không. Đó là 6 bước trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân tổng thể. Và trong khi mà chúng ta lập được kế hoạch tài chính, chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta hướng tới sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, thì trong kế hoạch đó chúng ta phải xác định được mục tiêu, cân đối được thu chi hay xây dựng được cho mình 3 loại tài sản, đó là các khoản dự phòng từ 3 đến 6 tháng chi tiêu. Thứ hai đó là cái kế hoạch về bảo hiểm, bảo vệ chính sức khỏe của chúng ta để khi mà chúng ta có bệnh chẳng hạn, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái khoản tiền đầu tư khác. Thứ ba đó là xây dựng tài sản hưu trí để khi mà chúng ta về già, chúng ta có thể an tâm, an nhàn, tận hưởng cuộc sống theo ý mình thích, để du lịch đi đây đi đó và có thể là cho con cho cháu, để có thể giảm bớt gánh nặng của chính con cháu của mình. Sau đó là chúng ta nghĩ đến những cái mục tiêu khác. Và như Hoàng có chia sẻ, đó là thì thấy là Hoàng đang gặp vấn đề về cách kiểm soát chi tiêu. Và Hoàng có nói là làm tháng nào tiêu hết tháng đó, và thậm chí là âm cả vào cái tiền đó. Vậy thì cái cách khắc phục của Hoàng đó là, vậy thì Hoàng hãy lập cho mình kế hoạch tài chính, đặc biệt là lập bảng cân đối thu chi của em, liên kết tất cả những khoản chi tiêu hàng tháng
sau đó thì xem xét xem khoản nào mà có thể cắt giảm được và điều chỉnh ở những tháng tiếp theo, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cắt giảm bớt, và cứ thế chúng ta điều chỉnh giảm thấp xuống thì cái khoản chi tiêu của em sẽ giảm bớt, và khi mà chúng ta giữ được cái kỷ luật chi tiêu thì em sẽ có được cái khoản tiết kiệm của mình. Và bên cạnh đó thì chia sẻ thêm cho Hoàng một công thức, đó là mọi người thường có công thức đó là tiết kiệm thì bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Đó là cái công thức mà rất là nhiều người sử dụng đến. Nhưng nếu khi mà chúng ta đảo ngược các vị trí của những yếu tố đó, đó là chi tiêu bằng thu nhập trừ đi tiết kiệm, thì chắc chắn là chúng ta sẽ giữ được kỷ luật trong thói quen. Khi mà lương về, chúng ta bỏ một khoản tiết kiệm ra riêng, sau đó còn lại bao nhiêu chúng ta chi tiêu, thì khi đó thì sẽ giữ được cái kỷ luật trong thói quen chi tiêu của chúng ta. Khi mà chỉ còn cái khoản tài chính chi tiêu như vậy thôi thì bắt buộc chúng ta phải cân đối làm sao để chỉ tiêu trong khoản đấy thôi, thì sẽ không bị tiêu sang những khoản khác, và khi đó thì chúng ta sẽ có được tỷ lệ tiết kiệm đều đặn qua hàng tháng. Mặc dù là cái điều đấy thì cũng không phải là dễ dàng, nhưng khi mà chúng ta quyết tâm, chúng ta đã lên được kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ có con đường để chúng ta đi theo những cái kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra. Nếu như mà cái việc mà giữ thói quen đó của mọi người không được tốt, ví dụ như là được một thời gian, được 1-2-3 tháng là giữ thói quen, sau đó thì lại trở về như cũ, thì các bạn nên nhờ đến một người coach để người coach có thể đồng hành với bạn và giúp trong quá trình thực hiện kế hoạch đó xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư một cách hiệu quả nhất, và người coach sẽ giúp bạn đi theo đúng con đường và không bị ảnh hưởng đến kế hoạch mà chúng ta đã lập ra, thì chúng ta sẽ xây dựng được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư một cách hiệu quả nhất. Để kiểm soát được chi tiêu thì chúng ta hãy xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính tổng thể, sau đó thì hãy lập cho mình bảng cân đối thu chi để điều chỉnh thói quen chi tiêu của chúng ta về đúng kế hoạch, để có thể đảm bảo được có một mức tiết kiệm hàng tháng phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.